Lý do mà bất kỳ một người phụ nữ nào cũng muốn ân ái trong nhà tắm. Tại sao ạ? Tại vì là phụ nữ chúng em thì luôn luôn mơ ước có được một cuộc yêu hoàn hảo, một cuộc yêu mà giống như ở trong phim. Bởi vì ở trong những bộ phim mà các anh này, các chị em mà xem thì bạn tình ấy, họ làm tình rất là bài bản, có đầu có cuối, có dạo đầu đúng không ạ? Rất là ướt át, rất là mãnh liệt, cảm giác giống như là họ lao vào nhau, họ cuốn lấy nhau, thật sự làm cho mình cũng cảm thấy ước mình là cái nhân vật chính ở trong cái bộ phim đấy. Vì vậy khi mà yêu vợ trong cái nhà tắm thì phụ nữ họ rất là tự tin vào cơ thể của mình đúng không? Họ tự tin là họ đang rất là thơm thịt này, đang thơm thịt, đang đỏ da. Thế nên nếu như mà hai người ân ái trong nhà tắm thì các anh trai sẽ không ngần ngại yêu từ trên xuống dưới. Phụ nữ thì họ có hơn 10 điểm nhạy cảm ở trên cơ thể. Khi các anh trai biết được những cái điểm nhạy cảm đấy thì các anh trai sẽ gọi là kích hoạt tất cả những điểm nhạy cảm để cho chị em phụ nữ gọi là happy hơn, thăng hoa hơn và tạo cảm xúc nhiều hơn, ra nước nhiều hơn trong cuộc yêu. Tất cả những điểm chạm, những cái lần kích thích đấy thì sẽ là kết quả cuối cùng là vẫn mong chị em phụ nữ có nhiều nước. Vẫn mong chị em phụ nữ cảm thấy là happy hơn, hưng phấn hơn và thăng hoa hơn, sẽ lao vào các anh để yêu các anh đúng không ạ? Có anh nào trong một cuộc yêu á mà các anh bị chị em phụ nữ ngấu nghiến chưa? Đã bao giờ các anh cảm thấy là mình không phải là cái người chủ động mà mình là cái người bị động chưa? Các chị em phụ nữ mới đóng vai trò là người chủ động cuộc chơi. Có anh nào có cái cảm giác đấy chưa? Là vì sao? Bởi vì lúc đấy nhá, cái người phụ nữ họ đã quá thèm, họ đã quá khao khát được yêu, họ mong muốn được happy khi ở trên giường và họ mong muốn là làm cho người bạn tình của mình đê mê, hạnh phúc và sung sướng hơn. Phụ nữ thì lên giường mà nằm im như một khúc gỗ thì thật sự rất là thảm hại, thật sự rất là thất vọng, là một điều rất là tẻ nhạt trong cuộc yêu. Nhưng nếu như chị em là những người chủ động thì ngược lại nhé, các anh trai cũng phải là người mà sẵn sàng đẩy đưa, sẵn sàng là người hòa chung cái nhịp đập đối với chị em phụ nữ. Chị em mà phi lên trên thực hiện các tư thế yêu, các kỹ năng yêu mà tự dưng cái củ khoai của các anh ấy thì lại xỉu xuống, rồi nó bị tuột ra ngoài, thế thì làm sao mà các chị em có thể đẩy đưa được đúng không ạ? Hoặc là chị em đang đẩy thì tự dưng các anh đã ra rồi thì chị em phụ nữ sẽ cảm thấy không happy, không thoải mái và họ cảm thấy hụt hẫng trong cuộc yêu. Chị em yêu hết sức, lấy hết cái kỹ năng phòng the ra để chiều chuộng người bạn tình mà người bạn tình lại không đáp ứng được thì thật sự rất là thảm hại trong cuộc yêu. Vì vậy anh nào nhá mà đang có tình trạng mà đang chiến lại xíu ngang thì dùng ngay hào vương OX nhà bên em Phương giúp thằng em trai cứng đe cứng đét, khỏe mạnh từ bên trong. Anh đang phi ngựa mà lại đứt dây cương thì các anh cần phải gặp em Phương gấp để em Phương có thể hỗ trợ giúp cho các anh em kéo dài thời gian chiến đấu của mình và một củ khoai cứng đe cứng đét để mình có thể chiều lòng người bạn tình của mình các anh em nhé. Có phải đàn ông các anh trai á, cứ thấy lạ là lên đúng không ạ? Đàn ông á, có thể lên giường với bất cứ ai khiến cho các anh gọi là cứng đe cứng đét. Vì vậy khi mà gặp người phụ nữ lạ, đối tác lạ là các anh đã có thể ở tư thế 12 giờ rồi. Thật ra không phải đàn ông đâu nhá, mà riêng phụ nữ cũng vậy thôi. Khi mà được làm cái chuyện đó với đối tác lạ thì các anh trai thứ nhất là khỏe hơn, thứ hai là các anh trai sẽ sung hơn, thứ ba là thằng em của các anh trai sẽ tăng size lên. Bởi vì sao ạ? Bởi vì lúc đấy máu nó sẽ dồn vào đó hết rồi. Những cái gì tinh túy nhất này, tinh hoa nhất mình đã hội tụ đủ để gọi là thể hiện cho đối tác biết là anh rất là khỏe này, anh là người có nhiều kinh nghiệm phòng the, anh sẽ làm rất tốt khi ở trên giường. Nhưng mà chị em phụ nữ chúng em á, thì cũng không kém cạnh gì đâu nha. Nếu mà làm cái chuyện đấy với một người đàn ông lạ, làm đối tác lạ hoặc là tình một đêm thì thứ nhất đó là cái bánh bao của các chị em phụ nữ sẽ tăng size. Nó sẽ tăng size từ 20 đến 25%. Thứ hai, phụ nữ sẽ tự dưng là chưa cần gọi là kích hoạt gì đâu mà nước nôi đã chảy ra hết rồi. Khi các anh có tình một đêm với ai đó hoặc lần đầu tiên mình gặp đối tác lạ, hai cơ thể lạ gặp nhau thì có phải là chưa kịp làm gì đâu thì ở dưới quần của chị em phụ nữ đã gọi là nhóm nhép, ướt sũng rồi đúng không? Khi người ta đồng ý lên giường cùng với các anh thì chắc chắn là lúc đấy ấy, là quần của người ta đã ướt quần rồi. Có chị em phụ nữ thì gọi là cứ ướt hết rồi mà lại cứ em chưa sẵn sàng nha, em cảm thấy là đây chưa phải là thời điểm thích hợp, thôi em ngại lắm, thế nọ thế kia, nhưng mà quần thì lại ướt rồi. Có anh trai nào mà đã gặp cái trường hợp đấy chưa ạ?
Nếu mà gặp cái trường hợp đấy nhá, thì anh ơi, anh đừng có gọi là đạp phanh nha. Đừng có thấy người ta có một chút kháng cự mà mình lại buông xuôi mà tới luôn cho em. Em đảm bảo luôn nha, một lúc sau nha, là tự dưng người ta sẽ cong người lên như con tôm để đón chờ những cái điều tiếp theo của các anh đấy. Thậm chí là sẽ quên mất mình là ai, xuống dưới đi để em phi lên trên. Lúc đấy thì cần một cái củ khoai cứng đe cứng đét, chứ lần đầu gặp người ta muốn thể hiện cái bản lĩnh phái mạnh, đủ các loại chiêu trò mà chỉ với bập bập đã ra mất tiêu rồi thì chán lắm luôn. Lúc đấy thì lại Phương ơi gửi cho anh Cao A Dìn để anh gọi là kéo dài thời gian yêu. Lúc đấy thì lại Phương ơi, anh muốn gọi là làm sao để chiều người yêu vợ của mình lên nóc được nhiều lần hơn, gửi liền cho anh nhé. Vì vậy bất cứ khi nào mình cũng phải khỏe này, phải khỏe sâu từ bên trong. Cần em Phương hỗ trợ thì hãy ngay lập tức gọi theo số hotline hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage để em Phương có thể tư vấn bảo mật cho mình nhé.